Sau hơn 40 năm khoác trên mình chiếc áo cam truyền thống, ông đã chính thức được nghỉ hưu sau nhiều năm cống hiến, miệt mài, mang ánh sáng đến mọi nhà với bao thăng trầm, đan xen những cảm xúc buồn vui của nghề, của cuộc sống. Người công nhân ấy tên là Nguyễn Văn Bình, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1957. Ông bước vào nghề ngày 25 tháng 9 năm 1975, khi tuổi đời còn rất trẻ. Khi ấy là sở quản lý và phân phối điện khu vực 4. Tại đây, ông đã được học tập và trau dồi nghiệp vụ với khoảng thời gian 3 năm. Sau đó, ông được phân làm công nhân xây dựng đường dây và trạm thuộc Sở Điện lực Vĩnh Phú, nay là Công ty Điện lực Phú Thọ. Năm 1989, ông được phân về công tác tại chi nhánh Điện Thanh Hòa thuộc Điện lực Phú Thọ. Tiếp đó, từ năm 2005 đến năm 2007, ông được tổ chức phân công làm công nhân quản lý đường dây và trạm biến áp chi nhánh Điện Đoan Hùng. Tháng 7 năm 2007, ông nhận nhiệm vụ công tác tại chi nhánh Điện Thanh Ba, nay là Điện lực Thanh Ba, cho đến ngày nhận quyết định về hưu. Tôi công tác đồng chí Bình đã được 27 năm công tác. Nhân xét đồng chí Bình thì đồng chí Bình là một người công nhân lâu năm, là người có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình năng động trong công việc, rất tận tình giúp đỡ chỉ bảo các thế hệ trẻ, công nhân trẻ trong công việc. Đồng chí Bình cũng là một người có tinh thần trách nhiệm cao và là một tấm gương sáng để cho các thế hệ trẻ noi theo. Ngồi nghe chia sẻ của ông về quãng thời gian gắn bó với ngành, chúng tôi mới cảm nhận rõ được tình cảm sâu sắc ông dành cho ngành nói chung và Điện lực Thanh Ba nói riêng. Ông bảo những ngày mới vào nghề, cái gì cũng lạ, cái gì cũng mới, lại còn phải vừa học vừa làm. Có khi sáng đi học, chiều lại cùng anh em đồng chí đi dựng cột kéo dây. Nhưng nhờ sự động viên và chia sẻ của những đàn anh đi trước, cùng với nỗ lực bản thân, ông đã vượt qua và trở thành một người thợ lành nghề. Ông tâm sự, hồi đó đường xá không thuận lợi, phương tiện đi lại chỉ có một chiếc xe đạp cà tàng. Rồi những lúc nắng, mưa, đường trơn trượt, vậy mà anh em vẫn đi kiểm tra đường dây từ Đoan Hùng sang Thanh Ba rồi lại lên Hạ Hòa. Nhiều đoạn xe đạp còn không đi được, đành để nhờ nhà dân để tiếp tục công việc được sao. Có những lúc trực trạm hàng tuần liền, không về gặp gia đình, vợ con. Những ngày nắng gió sửa chữa sự cố đứt dây tụt lèo. Ông cũng dự định bỏ nghề để làm công việc khác gần gia đình. Những lúc đó, hình ảnh nụ cười, niềm phấn khởi của bà con nơi ông xây dựng các công trình điện đem nguồn sáng về với người dân lại thôi thúc ông tiếp tục vững tin, cố gắng vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ, để xứng đáng là chú thợ điện của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Bình vào công tác tại ngành điện từ năm 1975, qua một quá trình công tác là 42 năm, thì đồng chí luôn là những người hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, luôn là đầu tàu gương mẫu trong mọi công việc, luôn có tinh thần trách nhiệm rất cao trong mọi công việc để hoàn thành nhiệm vụ. Về cuộc sống thì đồng chí là một con người hòa nhã với mọi người và luôn giúp đỡ mọi người để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Mỗi một giai đoạn công tác tại các môi trường khác nhau đều giúp ông tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nhận được nhiều sự tin tưởng của đồng nghiệp, ban lãnh đạo đơn vị. Chính những kinh nghiệm thực tế ấy cùng với ý thức lao động trách nhiệm và nhiệt huyết với công việc nên trong suốt hơn 40 năm công tác, người thợ điện vui tính này luôn cống hiến hết sức mình vì sự phát triển chung của công ty. Đây cũng là điều ông chia sẻ với chúng tôi với một niềm tự hào hiện rõ trong ánh mắt, trên gương mặt đượm màu xương gió và cả trên nụ cười tôn hậu của một người công nhân chân chất giản dị. Là tổ chức đám tết tại Hòa Phượng đấy, ở đấy là có trực tết ăn cũng ở tại đấy, là thế đêm kỷ niệm đầu vui nhất là cái đêm đêm và đúng tối mà 30 đêm 30 ngày một cái thời kỳ đó là năm ấy là năm 91 92 đấy, là qua đã đi chơi đi chúc tết trong chỗ là nhà Kiên trưởng phòng bây giờ thì vui cả có điện. Anh em gọi đi về trong mà thôi, hôm nay là lên Thác Bà. Thế thì đi lên Thác Bà thì hôm là rồi, hôm thời kỳ nó mưa to,
đi hồi đó mình còn đi xe quất, thế là mấy anh em lên xe ô tô rồi đi lên Thương Mại, thế là điều hồi ông Thi là anh Thực làm cho anh em thôi mấy anh em đi, đi lên đúng đến chỗ Đại Minh thì cái cầu nó bắc qua ngoài nó ngập không đi được, thôi đành nằm xe chúng tôi lên sáng bắt đầu lên trên Thất Bại, lên Thất Bại thì phải người ta đấy người ta đóng lại được rồi, thế là kỷ niệm sâu sắc nhất là cái thời kỷ này. Hai nữa là kỷ niệm lần nữa vất vả mà phải nói là cũng cái ngày đêm vất vả thật sự là vừa Tết năm vừa rồi đây này, đến sự cố đến thân nhân ngồi là chắc cả đời điện lực hết, anh em đi xác định nhưng mà vẫn còn vui, vẫn tìm thấy công việc, vẫn có công việc làm và vẫn tìm thấy sự nghiệp đấy nhưng còn được. Nhưng sau này thì cho đến bây giờ thì về công việc đã có nhiều, công việc quá nhiều, nó thực sự công nhân bây giờ là công việc quá nhiều thì nói chung người ta hoàn thành thì tốt. Như chú về rồi thì năm ngoái về thì công việc nó còn đỡ tí, nhưng năm nay thì công việc cứ nhiều, năm nay thì rất nhiều vì là anh em cũng vất vả làm nhưng mà vất. Thế nhưng mà đúng trong cái ngành điện của mình thì từ ngày xưa đến giờ thì là vất vả thôi, thế nhưng mà thực sự mà nói cũng có nhiều cái mà kỷ niệm sâu sắc, sống rất vui vẻ, tập trung nhau, hòa đồng. Nghỉ hưu, ông không còn phục vụ cho sự phát triển của đơn vị, nhưng ông vẫn luôn dõi theo bước chân của những thế hệ trẻ như chúng tôi. Những cống hiến của ông sẽ là động lực để chúng tôi phấn đấu vươn lên. Chia tay ông, cán bộ công nhân viên Điện lực Thanh Ba nói riêng và Công ty Điện lực Phú Thọ nói chung, kính chúc ông luôn dồi dào sức khỏe, yêu đời và sẽ luôn là tấm gương sáng để thế hệ trẻ sau này noi theo.